Đây, khi các bạn tải game về thì nó có sẽ có 96.400 kim cương và 889 triệu vàng đấy. Rồi, tất cả các cây đã được mở khóa này. Đấy, Mark Lever nhá. Các bạn xem Mark của nó như nào. Đấy, quá khủng khiếp luôn nhá. Quá mạnh mẽ luôn. Đây, con zombie đầu đội xô này xem nó đánh một quả này. Chọc một phát chết luôn. Đấy, các bạn nhìn xem. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh BVZ Mode. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vào đăng ký này nha. Để ủng hộ mình, giúp mình có nhiều động lực hơn nữa tạo ra nhiều video cho các bạn để các bạn xem nha. Rồi thì video ngày hôm nay mình sẽ làm về cái plan với zombie 2 China Mode nha, phiên bản mới nhất 2.5.7. Thì ở đây cái phiên bản này có những gì? Thứ nhất là các bạn khi mở game các bạn sẽ có được số vàng và kim cương max nha. Thứ hai là các bạn sở hữu tất cả các cây trong shop của BVZ2 China nha, mở khóa tất cả luôn. Và Mark Lever. Đấy. Rồi. Các bạn hãy theo dõi kỹ video và làm theo hướng dẫn để có thể làm thành công nha. Thì cái này nó đơn giản thôi, nó không có gì khó như cách chép file BVZ2 quốc tế, mà cái này chỉ việc nhấn vào đường link sau đó tải về và chúng ta cài đặt game về máy thôi. Đây. Các bạn thấy nhấn vào cái mũi tên quay xuống này, sau đó chúng ta sẽ kéo xuống phần mô tả video. Thì cái này chúng ta cũng không cần tải file ES nhé. Các bạn chỉ việc đây tìm đến cái file link BVZ2 China Mode Mark Lever 2.5.7 và nhấn vào đường link, sau đó chọn chôm và tải nó về thôi. Vì nó là link media file. Đấy. Các bạn lưu ý là bộ nhớ máy này phải cao. Đấy, để đủ lưu trữ cái link này nhá. Đấy. Nó khoảng gần 400 MB đấy các bạn ạ. Và mạng của các bạn phải khỏe để tải cho nó không bị gián đoạn nha. Rồi, sau khi các bạn đã làm xong tải về thì các bạn sẽ vào game luôn. Đây, game nó đây. Đấy, hình nền của nó đây. Mình sẽ nhấn vào game luôn nha. Đấy, và mạng, các bạn phải bật mạng lên để chơi nha. Thì game này, đây, khi các bạn tải game về thì nó có sẽ có 96.400 kim cương và 889 triệu vàng đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái giỏ hoa này. Đấy, sau đó tiếp tục nhấn vào đây để xem được tất cả các cây trong shop của bản đồ BVZ2 China nhá. Đấy, các bạn xem này. Tất cả các cây đã được mở khóa này. Đấy, Mark Lever nhá. Các bạn xem Mark của nó như nào. Đấy, quá khủng khiếp luôn nhá. Quá mạnh mẽ luôn. Đây. Đấy. Thì ở đây có những cái con mà đây toàn mắc hết, toàn liver mắc 45 nha. Các bạn xem liver mắc của nó này, rất chất luôn, cực mạnh luôn, cực bá đạo luôn. Và các plan với zombie, các plan của bên China thì nó sẽ vô cùng hay ho và hấp dẫn nha. Ở bên BVZ2 quốc tế thì có nhiều cái plan không có nhá, ở bên quốc tế không có mà bên China mới có. Ví dụ như con này, các bạn xem con này nhé. Đây, con này này. Thì ở bên China nó không có, còn bên BVZ2 quốc tế không có nha. Cực hay, cực chất luôn. Đấy. Rồi còn nhiều con, ví dụ con này nữa này. Con này khi nó đặt mắc thì nó khủng, khủng khiếp lắm các bạn. Ngàn mũi tên. Đấy. Bắn vào thì zombie sao sống nổi. Đây cả con này nữa này. Con này thì nó làm cho zombie biến hình, trở thành Halloween. Đấy. Đầu đội quả bí ngô. Còn rất nhiều nhá. Đây các bạn xem này. Rất nhiều luôn. Đấy. Đây cả con này nữa này. Con này cũng cực mạnh luôn. Đấy. Đây. Đấy, mình sẽ tổng quan cho các bạn xem một lượt các plan của bên China. Và nó khi đặt Mark Lever nó sẽ như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Đây, các bạn xem con này đây. Con này đây. Con này trong phiên bản mới nhất 2.5.7 chúng ta sẽ mở được. Và khi nó đạt level 5, mắc này. Đây, xem nó level 4. Các bạn xem level 4 của nó đánh quá khủng khiếp luôn. Đấy. Khi level 5 thì sẽ thế nào? Level 5 đâu? Đây. Level 5 này. Level 5 của nó cũng mạnh mẽ. Các bạn nhìn con đầu đội xô này nhá. Con zombie đầu đội xô này xem nó đánh một quả này. Chọc một phát chết luôn. Đấy, các bạn nhìn xem, quá khủng khiếp không? Còn con đầu đội vương miện thì sao?
Đầu gội vương miện thì nó chưa ra tay các bạn ạ. Đấy, quá khủng khiếp. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào game mình test cho các bạn xem sức mạnh của các con Flan này nhé. Khi nó đạt max level thì nó sẽ đánh các zombie dễ dàng như thế nào. Đây, mình sẽ chọn map, ví dụ các bạn nhấn vào cái lốc xoáy này này. Chọn bất kỳ map nào các bạn thích các bạn chơi nha. Mình sẽ chọn map này đi. Denied Senate. Rồi. Đi ẩn ải cuối cùng đi cho nó ngầu. Đấy, ở đây có cả zombie Gargantua này. Các zombie đều level 4 nhá, level max đấy. Và chúng ta sẽ chọn cây cối để tiêu diệt các zombie. Hãy chọn cây nào nó mạnh mạnh mẽ tí nha. Cho các bạn xem sự lợi hại của các Flan này. Quá mạnh mẽ luôn ý. Rồi, như thế là cũng đủ để tự hạ các zombie ở đây rồi. Chờ tí nhạc lên. Khi cây hoa này nó đạt max level thì mình trồng cái là nó nở ra bao ấp luôn. Đấy, ra số lượng săn lớn luôn. Rồi chúng ta mua cây. Nhặt mỏi tay thôi. Đấy, các bạn nhìn xem con Flan mới rồi. Nó vung gậy hai cái quả đánh tennis cái là zombie chết luôn. Đây các bạn xem sự lợi hại của con này này. Con này cực cực khủng khiếp luôn. Đấy, cái tảng đá nó bắn một phát tan luôn. Ở đây toàn con max level nên là nó cực hay luôn các bạn nhé. Quá mạnh mẽ luôn. Các bạn xem Hầu Vương này. Ôi giời ơi. Vung gậy như ý thì làm sao mà zombie sống được cơ chứ. Toàn cây mắc này thì chúng ta đi vượt qua liver cực kỳ dễ dàng luôn. Hạ các zombie cực kỳ nhanh chóng. Kể cả Gargantua nhé. Chết luôn, Gargantua chết luôn các bạn ạ. Cực nhanh luôn. Đấy. Galindi này. Đam đạn cực khủng luôn. Khi nó đạt level 5 Max River nha. Đấy, các bạn xem thấy nó cực chất không? Và đang với zombie 2 China là ở chỗ đấy. Hay ho là ở chỗ đấy các bạn nha. Zombie không lên nổi các bạn ạ. Không lên nổi hàng thứ ba. Nó cực đông đấy các bạn ạ. Nếu như bình thường đấy, các cây cối của chúng ta đi vào thấp đấy thì không thể nào mà đi được các bạn ạ. Không thể nào mà hạ được. Vì các zombie ở đây nó level 4, level max. Nó cực mạnh luôn. Nếu mà cây cối chúng ta không mạnh thì không bao giờ hạ được nhé. Chúng ta sẽ thua ngay. Ngay lập tức.
kết liễu con này cho nhanh này. Đấy. Rồi, thì video này mình đã test cho các bạn xem cái BVZ2 China phiên bản mới nhất 2.5.7. Và ở đây các bạn sẽ sở hữu tất cả các flan mắc lever nha. Rồi, thì các bạn hãy nhanh tay tải về thôi, đừng chần chừ nha. Nếu các bạn đã thành công thì đừng quên cho mình một like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, giúp mình sớm đạt được 1.000 subscribe nha. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công.